nay là sinh nhật của người em cũng tên Dũng luôn. Và đứa con tên là Tèo. Thì cả nhà hẹn với nhau ăn ở một cái nhà hàng gọi là Happy Harbor, mà mình hay gọi là nhà hàng Tổng thống. Nhà hàng Tổng thống bởi vì nơi đây các vị Tổng thống hay ghé ăn, và đặc biệt nhất là có ông Obama, một người rất là hiền hòa, và dưới một góc cạnh nào đó thì còn gọi là hơi nhu nhược một tí. Và ông này thì rất là thích ăn đồ Chinese, cho nên ông hay ghé ở đây ăn. Và cái nhà hàng này nó hơi tráo trở. Mình gọi là tráo trở bởi vì cái thời ông Obama mà mình và những người bạn tới đây ăn đó thì có nguyên một tấm hình ông Obama chụp hình với là chủ nhà hàng bự chà bá để ở trong nhà hàng. Nhưng mà sau khi mà ông Trump đắc cử thì mình tới đây ăn, cái tự nhiên thấy cái hình ông Obama mất tiêu, thì mình biết là mọi người đều bật ngựa. Và mình biết là ok, thì thời thế thay đổi, người lên voi kẻ xuống ngựa, khi mà lên voi xuống chó, chứ mà hễ mà đã xuống chó rồi thì thôi cái hình cũng lột luôn. Và ở đây thì người ta biết là vị đương kim tổng thống không có ưa lắm cái ông Obama, do đó thôi lột cái hình ông Obama xuống để có thể có một ngày nào đó ông Trump sẽ tới đây ăn, rồi sẽ có hình của ông Trump. Nhưng mà đã 3 năm trôi qua không thấy bóng dáng ông Trump tới đây, mà không biết là ông Trump có thích đồ tàu không, nhưng mà thấy ổng chỉ có ăn thức ăn nhanh, ăn fast food với lại uống coke, chẳng uống rượu bia, không ăn đồ tàu. Do đó mà mình không biết là bao giờ thì đây thì mới có hình của Donald Trump ở trong cái nhà hàng này, bắt tay với lời chủ nhà hàng một cách vênh váo, rồi xong rồi có hình treo lên. Đó là một trong những cái điều mà người Tàu rất là thực dụng. Nói là người Mỹ thực dụng chứ thiệt ra là người Tàu cũng rất là thực dụng, nhưng mà phải công nhận là đồ ăn ở đây nó ngon. Và bây giờ thì mình phải đi mua bánh thôi, bởi vì sinh nhật là phải có bánh. Kế bên nhà hàng tổng thống này thì có một cái tiệm bánh của người Hoa làm chủ. Như là các bạn đã biết thì người Hoa đi qua Mỹ, người ta đem theo những cái ngành nghề mà rất là được ưa chuộng ngay tại đất Mỹ này. Thứ nhất là nhà hàng, thứ hai là tiệm bánh, và thứ ba đó là tiệm dessert, những cái đồ ăn chơi và cái trà sữa, gọi là trà sữa trân châu. Tại đây thì có một cái tiệm bánh rất là nhiều mẫu mã bắt mắt dành cho mọi lứa tuổi, con gái, con trai, cầu thủ, rồi trẻ em, trẻ sơ sinh, rồi những người thích hát karaoke, những người thích chơi bóng rổ, bóng chày vân vân, đều có những cái mẫu mã. Và họ chỉ trưng bày thôi. Đây là những cái bánh giả, thì khi nào mà mình thấy những cái bánh này mà mình thích thì mình order. Mình order rồi thì 2 tới 3 ngày sau mới có, chứ không phải là có liền. Those are all made to order. Oh. So if you order it, we make it, yeah. Okay. We have these cakes that you can buy right now. Everything in here and then everything above. Okay, I get a fruit. Fruit one. Fruit size? Yeah, fruit one. Okay. $9.75. Okay. I'm good. Thank you. Good night. Yeah, bây giờ mình đã có được cái bánh rồi. Cái bánh birthday. Bởi vì cái bánh kia có nguyên một cái sân banh, với lại những người cầu thủ thì phải order trước 2 ngày. Bởi vì cái đó là hàng làm mẫu, hàng giả thôi. Thôi mình mua một cái bánh khác để chuẩn bị sinh nhật tổ em và đứa con trai. Rồi, thôi bây giờ mình đem cái bánh sinh nhật vô nha.
con cua bự quá. Rồi. Nè, tới cho chụp hình không? Con đem vô rồi, bác đem vô rồi. Cái này là hai phần trong đó hả? Two order, right? What is this? Two order, right? Yeah. What is this? What is that? Quite powerful. Really? I think so. It looks like it, right? Yeah, no, no, no. Soy, soy, okay, soft, sorry, chili. You. Soy. You have a soy sauce and chili? Yeah, soy sauce and jalapeno. Yeah. Soy sauce, jalapeno. And satay? Jalapeno, soy sauce and soy sauce. Satay? We don't have satay. We have chili sauce and we have mustard. We have satay. Can we get mustard? Okay, yellow mustard? Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Yellow mustard. Okay. Em muốn cơm trắng không? Quay cái bánh này. À, hấp dẫn quá ha. Còn thêm một cái phết ớt vô đây. Quá ngon. Xong. Cắn à. Ngon quá. Hãy
Okay. So that's the second part of the pigeon dog. Tommy, let it dry. Some more soy sauce. Soy sauce? Ngon quá, nhưng mà thiếu ớt. Yeah. Where the no Obama picture? Where? Over there. It's a takeout. Yeah. Takeout why? New look here. Yeah. The new look here. Yeah. So take out already. Take yeah. out everything. Yeah. Yeah. Suppose somebody they want Donald Trump. Donald Trump. Yeah. But okay. Somebody they don't like Trump. Yeah. So okay. Okay. Thank you. Because there's cake in it. Happy birthday for your cookie tail. Rồi, sing a song. Bây giờ thì ăn xong rồi, bây giờ là mình đi về. Thì ngay phía sau lưng mình đó là cái chỗ đó là ngày xưa là có cái hình của ông chủ nhà hàng và cái hình của ông Obama. Nhưng mà sau một cái cuộc phỏng vấn nhỏ nhỏ thì ở đây nói là nhân viên nên nói là ông Trump chưa bao giờ tới đây. Và khi mà ông Obama xuống thì mọi sự thay đổi là phải lôi hình của ông xuống thôi. Bây giờ chỉ chờ ông Trump tới. Nhưng mà ông Trump chưa tới thì ta nói có thể ngày mai hoặc có thể năm sau, hoặc là có thể lúc nào đó thì ta vẫn chưa biết. Ok. Rồi, chào mọi người, mong là lần sau khi mà tới đây chúng ta gặp được hình của ông chủ nhà hàng và ông tổng thống Donald Trump ở trên cái bức tường này.